chia tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các thiết bị ghi hình ngụy trang. Thì đầu tiên là chiếc chìa khóa camera dạng chìa khóa ô tô truyền phát tín hiệu có thể truyền được wifi. Thì như các bạn thấy đây có 3 phím điều khiển bật nguồn, tắt nguồn, rồi là bật kích hoạt wifi. Thì đây là vị trí để cắm thẻ nhớ. Đây là các phím chức năng như là bật cảnh báo rung, phím để kết nối với máy tính, reset. Đây là camera. Thì để hoạt động được thiết bị này thì trước tiên là các bạn cần phải lắp thẻ nhớ. Bạn thấy là đèn led sáng xanh cho biết là đã kết nối, đã bật nguồn thành công. Nên mình sẽ đối với thiết bị này thì sẽ có một cái ứng dụng trên điện thoại để các bạn có thể quan sát trực tiếp hoặc điều khiển luôn bằng phần mềm điện thoại. Mình sẽ kích hoạt wifi. Đèn báo màu da cam là cho biết là thiết bị đang phát ra wifi. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm kết nối. Đây các bạn thấy đây là tên của thiết bị trong có dạng. Mật khẩu mặc định thì sẽ là mình đã nhập trước rồi. Nhưng mà khi bạn ý là cái đèn led màu cam này khi mà nó sáng thành đều như thế này có nghĩa là đã kết nối thành công. Thì mình sẽ vào đây để xem được trực tiếp. Trên này thì bạn có thể điều khiển chụp ảnh hoặc là quay ở đây. Camera này thì độ phân giải là 50 megapixel, quay full HD là hình ảnh rất là nét. Ngoài ra thì có các cài đặt thì thời gian này rồi là độ phân giải đấy các bạn có thể thấy. Thì cái này là tùy theo bạn sử dụng. Đây mình sẽ quay thử cho các bạn. Đây bạn để ý là đèn led màu tím thì sẽ cho mình biết là thiết bị đang ở trong chế độ ghi hình. Đấy, stop. Đối với các camera này thì một là nó sẽ được lưu trực tiếp trên thẻ nhớ, thì bạn thể lấy thẻ nhớ ra để copy cho vào máy tính để đọc, hoặc là cũng có thể vào phần trong phần mềm sẽ có những cái video mình đã quay được và bạn để xem được thì cần lưu vào điện thoại để xem. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn một số camera ngụy trang gồm có túi sách dạng cà vạt hoặc là dạng cúc áo. Thì các sản phẩm này thì sẽ sử dụng với một cái máy ghi. Đây, bạn thể quan sát đây, sử dụng màn hình cảm ứng để hoạt động thì mình cũng phải cần lắp thẻ nhớ cho cái máy này. Đối với thiết bị này thì cũng sử dụng pin sạc. Đây các bạn thấy đấy, đây là chính là cục pin của nó. Đây là pin sạc. Với pin này thì thiết bị có thể hoạt động được mấy tiếng. Pin mà đã sạc đầy. Mình sẽ kết nối thử với camera trước. Lưu ý là nên lắp thẻ nhớ và kết nối camera trước khi bật máy.
Thì đây là chiếc camera thiết kế cho ngụy trang trong cúc áo. Đây mình có một số cái mẫu cúc áo đây. Đây mình ví dụ cho các bạn. Đây có nút nguồn giữa. Sản phẩm này sẽ có hai chế độ, một là quay camera bình thường, hai là phát hiện chuyển động. Đây mình đang ở quay ở chế độ bình thường. Thì các bạn có thể thấy. Độ phân giải cũng là full HD. Thiết bị này cũng được có chức năng là truyền dữ liệu qua bằng Wi-Fi. Phần mềm tương tự như cái chìa khóa mình đã giới thiệu lúc nãy, sẽ bật chức năng Wi-Fi của thiết bị lên. Mình đã kết nối thành công, các bạn thấy. Trên này các bạn cũng thể điều khiển chức năng là chụp ảnh, ghi hình và chế độ quan sát, rồi là các cài đặt tương tự như camera thì giống khóa tôi nãy mình đã giới thiệu. Bây giờ mình sẽ kết nối cái các bạn. Chiếc cà thiết kế camera thì được giấu ở chính giữa đây và có một sợi dây kết nối. Đây, đây. Độ phân giải Full HD. Góc nhìn của chiếc camera này là 78 độ. Có tích hợp sẵn cả micro. Tiếp theo là mình sẽ dự kết nối với chiếc túi xách tay. Cái này là một chiếc túi như bình thường. Thì trong này ta đã tích hợp sẵn một cái dấu, được dấu sẵn một cái camera. Đây, vị trí mắt cam rất là khó phát hiện. Trong này cũng một cái dây. Thì, khi mà sử dụng cái chiếc túi này thì mình cần kết nối với lại cái máy cái hình trước. Nó làm dấu vào trong này. Mình sẽ minh họa cho các bạn. Bạn có thể điều khiển kết nối với lại điện thoại. Camera này cũng là quay độ phân giải Full HD để mình đang điều khiển chụp ảnh ghi âm.